Số 2, quả càng khôn qua các giai đoạn thay đổi. Quả càng khôn đầu tiên do Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh làm ra theo sự chỉ dạy của Đức Chí Tôn vào ngày 12 tháng 8 năm Bính Dần, dương lịch 17 tháng 9 1926. Quả càng khôn này làm bằng nan tre bọc vải sơn màu xanh da trời. Khi trả chùa Gò Kén cho Hòa Thượng Như Nhãn, hội thánh cất tòa thánh tạm nơi đất mới mua ở làng Long Thành. Quả càng khôn này được rước về đền thánh gọi là chùa mới để thờ nơi Bát Quái Đài. Đó là vào đầu năm Đinh Mão 1927. Khi được di dời Đức Lý Dạy Bính Thanh hình Phật Thích Ca trước hiệp thiên đài đó, phải làm thế nào cho đừng hư gãy? Vì Chí Tôn đã trấn thần chính nơi tai người nghe. Quả càng khôn cũng vậy, khi tháo ra rồi ráp lại y như vậy. Khi tháo ra phải cầu lão đưa thần một đổi, rồi mới đặt tay người vào nghe. Dặn đến thánh thất mới phải cầu Chí Tôn trấn thần lại nữa. Quả càng khôn bị cháy vào năm Thân 1932. Đầu xuân Nhâm Thân 1932, tối mùng 8 tháng Giêng, chuẩn bị đến giờ Tý cúng đại lễ Đức Chí Tôn, làm quả càng khôn bị bắt lửa cháy. Nhưng quả càng khôn đã bị cháy hết hơn 2 phần, còn một phần bên phía Thiên Nhãn thì không cháy, nên Thiên Nhãn vẫn còn nguyên. Được biết Thiên Nhãn này do Đức Chí Tôn nhập thần vào Đức Cao Thượng Phẩm mà vẽ nên. Đức Hộ Pháp nói với Đức Quyền Giáo Tông: Thiên Nhãn còn tức là đạo còn, là trời còn, nhưng đời phải bị nhiều tai biến nguy hiểm, đất lở tan thương biến. Nhắc lại đầu xuân ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Thân 1932, sắp đại lễ Đức Chí Tôn, nên vào buổi chiều tối ngày 8 có đốt bên trong lòng quả càng khôn một ngọn đèn măng sông cho có ánh sáng. Do hai vị chăm sóc là Hồ Văn Lầu và Nguyễn Văn Biện, lối 9 giờ đèn phật dầu phát cháy quả càng khôn, nhờ ông Văn Thắng Trà, sau này là Lễ Sanh Phái Thượng, dập tắt được ngọn lửa. Quả càng khôn bị cháy chỉ còn 1/3 phía Thiên Nhãn thôi. Đến sáng ra thì anh cả Quyền Giáo Tông mới qua hỏi Đức Hộ Pháp: quả càng khôn bị cháy, Hộ Pháp nghĩ sao? Đức Hộ Pháp nói: quả càng khôn bị cháy mà Thiên Nhãn còn tức là đạo còn, nhưng đời phải tận. Sau vụ cháy quả càng khôn rồi thì Đức Chí Tôn có giáng cơ cho một bài thơ sau: Thi chẳng phải Tây Ninh chịu nạn nghèo, cuộc đời luân chuyển thế treo leo, trời còn đất lở tan thương biến, ruộng rẫy phố phường lộ mốc meo, sắc tướng âm thinh tua giảm bớt, mở đường công quả chúng làm theo. Văn chương đâu rõ thông cùng lý, tận thế hương vong đã thấy dèo. Trong thời gian hội thánh xây các tòa thánh bằng vật liệu kiên cố, tòa thánh tạm làm bằng cây giáng thuở trước phải dỡ ra, quả càng khôn được hội thánh dời đến thờ tạm tại Báo Ân Từ. Năm Tân Tỵ 1941, nhà cầm quyền Pháp vào tòa thánh bắt Đức Hộ Pháp ngày 28 tháng 6 năm 1941. Nội ô bị quân Pháp
chiếm đóng. Báo Ân Từ bị chúng dùng làm câu lạc bộ, Quả Càng Khôn bị lính Pháp đập phá, lấy thiên nhãn liệng ra ngoài. Người đạo nhìn thấy cảnh ấy rất đau lòng và phẫn uất, chờ khi bọn chúng không để ý liền lượm thiên nhãn đem cất kín, dành sau này làm lại Quả Càng Khôn khác. Khi đại chiến thế giới bùng nổ, quân đội Pháp ở Việt Nam bị Nhật Bổn đảo chánh đầu hàng, lính Pháp chiếm đóng tại Tòa Thánh Tây Ninh đã rút lui. Hội Thánh phục hồi, bổn đạo quy tụ về lo sửa chữa những chỗ hư hỏng, và nhất là lo làm Quả Càng Khôn mới để tái lập sự thờ phượng. Khi ấy Hội Thánh vẫn lấy thiên nhãn cũ gắn lên Quả Càng Khôn mới, vì nhận thấy đã hai lần Quả Càng Khôn hư nhưng thiên nhãn vẫn không hư. Đó là sự mầu nhiệm mà Chí Tôn đã đặt vào thiên nhãn, tất cả mọi người đều phải nhìn nhận như thế. Quả Càng Khôn mới được làm xong và đặt vào vị trí cũ nơi Báo Ân Từ. Sự thờ phượng Đức Chí Tôn nơi đây được tái lập như trước. Ngày 4 tháng 8 năm Bính Tức, 30 tháng 8 1946, chánh quyền Pháp đưa Đức Hộ Pháp trở về Tòa Thánh Tây Ninh. Sau lễ đón tiếp của Hội Thánh, Đức Hộ Pháp tái thủ quyền hành, tái lập các cơ quan của đạo, đồng thời lo xây dựng, sửa chữa, trang trí Tòa Thánh, làm gấp rút ngày đêm để hoàn thành trước Tết năm Đinh Hợi 1947. Nhờ sự nỗ lực của tất cả nhân viên công quả và của Hội Thánh, đền Thánh được hoàn thành đúng sự dự định. Ngày 8 tháng Giêng năm Đinh Hợi, dương lịch 29 tháng 1 1947, Đức Hộ Pháp làm lễ rước Quả Càng Khôn từ Báo Ân Từ đến thờ nơi Bát Quái Đài của đền Thánh mới xây, chuẩn bị đến giờ Tý ngày 9 tháng Giêng năm Đinh Hợi là khởi đại lễ cúng Đức Chí Tôn. Quả Càng Khôn này dần dần theo thời gian cũng hư hỏng, Hội Thánh phải lo làm một Quả Càng Khôn khác để thay thế. Một sự linh thiêng ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cũng là sự thanh lọc của Thượng Đế. Sau khi đặt Quả Càng Khôn cũ xuống, cả thế giới và trong đạo đều chấn động. Trong đạo xảy ra nhiều rối rắm gây bất hòa giữa người đạo với nhau, đến nỗi Đức Lý giáng cơ quở trách và ngưng việc cầu phong cầu thăng. Ngoài đời có nhiều thay đổi như cuộc đảo chánh của Hội đồng Tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, vụ mưu sát Tổng thống Mỹ Kennedy 1964. Nhà vua Thái Lan gặp nhiều khó khăn và nhiều biến chuyển khác trên toàn thế giới. Ngày 15 tháng 12 Quý Mão, 29 tháng 1 1964, Hội Thánh tổ chức lễ khánh thành Quả Càng Khôn mới. Ngài Hiến Pháp có đọc một bài thuyết đạo nhắc lại sự tích Quả Càng Khôn, xin trích một đoạn. Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, trang 11-12. Thể theo thánh ý của Đức Chí Tôn, chư chức sắc hiệp sức kiến tạo Quả Càng Khôn đầu tiên, đặt lên một trụ cốt nơi Bát Quái Đài để cho toàn đạo sùng bái và chiêm ngưỡng. Thời điểm tại Từ Lâm Tự. Về sau, rủi ro Quả Càng Khôn ấy phát quả, giận bỉ trái tiêu hết, duy có thiên nhãn thì còn nguyên. Hội Thánh quyết định tạo một Quả Càng Khôn khác và đồng ý đặt thiên nhãn cũ lên Quả Càng Khôn. Vì sự linh thiêng ấy mà toàn đạo càng thêm tin tưởng, và đến khi tu tạo lại Quả Càng Khôn khác, tất cả đều quyết định đặt thiên nhãn cũ ấy lên Quả Càng Khôn mới. Đến nay, Quả Càng Khôn
sao cũng vì thời gian mà hư hoại. Hội thánh quyết định kiến tạo một quả càng khôn khác thay thế. Hội thánh cũng đồng thanh biểu quyết giành lại thiên nhãn cũ, đặt lên quả càng khôn mới ngày nay. Đó là do lòng tín ngưỡng cao cả của toàn đạo, không ai có quyền phủ nhận, vân vân. Số 3. Lễ an vị quả càng khôn. Ngày 6 tháng Giêng năm Đinh Hợi 1947, lễ rước quả càng khôn tạm thờ nơi báo ân từ về đền thánh. Đức hộ pháp hành pháp trấn thần an vị. Khi đến ngay hộ pháp thượng phẩm thượng sanh, Đức Ngài thuyết minh tiên tri ngày về của người đứng đầu chi thế rằng: e sau này hộ pháp xuất ngoại, thượng sanh về ngự nơi đuôi, ngôi thượng sanh trên đuôi thất đầu xà, thì thất tình lục dục tự do giấy động, cái loạn không phương kiềm chế, vân vân. Ngài hộ pháp trấn lại trên ngai, mới im tịnh đạo đời, lập lại tháng thuấn ngày nghiêu, hưởng thuần phong mỹ tục. Lễ rước quả càng khôn. Đức hộ pháp nói: ngày nay đã dời quả càng khôn về đền thánh, Đức Chí Tôn đã ngự nơi ngai của Ngài. Chúng ta nên mừng cho nhân loại được ảnh hưởng nơi đền thánh này mà tiến hóa mãi lên. Đền thánh kể từ đây không còn ai xem nó là vôi cát xi măng nữa, mà là một khối đức tin đã tượng nên hình vậy. Nhờ những bàn tay khéo léo của mấy em, mấy con thợ hồ, thợ mộc đã chịu đói rách khổ cực hơn 10 năm trường mới dày công đào tạo nên. Từ đây, một sắc dân nào có đủ đức tin nơi Chí Tôn là Chúa Tể vạn loại, thì dầu ở phương trời nào, họ sẽ hướng về đền thánh mà cầu nguyện hàng ngày hàng giờ để mong hưởng phước lành của Ngài. Đền thánh làm xong, nền đạo đã vững vàng, chúng ta sẽ dẹp lần cái bảo tàng của đời để dìu dắt nhân loại đi vào con đường gây dựng lại trật tự hòa bình cho cái năng lực nhân nghĩa. Chúng ta sẽ đem hạnh phúc lại cho thiên hạ trong buổi chuyển thế này. Chúng ta nên mừng vì nhân loại sẽ nhờ khối đức tin của chúng ta mà hưởng ân huệ của Đấng Chí Tôn. Bần đạo nhắc lại, Đức Chí Tôn đã hứa với con cái của Ngài những gì ngày nay chúng ta đã thấy. Ngài cho chúng ta theo lời hứa, bần đạo đứng tại tòa giảng đây chứng chắc như thế. Bởi những công nghiệp phi thường tạo thành trong thời gian qua để làm bằng chứng, vì quốc dân Việt Nam ta còn kém đức tin nơi Ngài, nên cơ quan cứu khổ để giải thoát cái ách nặng nề của chúng ta phải còn muộn màng đến ngày nay. Mà trước mắt chúng ta còn thấy cái thảm trạng tương tàn tương sát, rất đau đớn thương tâm. Phải chi quốc dân ta thử cầu nguyện đi, rồi coi Đức Chí Tôn sẽ cho chúng ta y như lời hứa không. Thuyết Đạo quyển 1 trang 25.